Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh chim cảnh ở cảnh của em. Hôm nay mời các bác cùng em đi câu cá thiên nhiên các bác nhá. Chỗ này là cái sông Châu Thành các bác ạ. Hôm nay đen cái là ra lại gặp cái máy bơm này. Nó nổ nghe đau hết cái đầu các bác ơi. Nhưng mà mất công xuống đây cũng hơi xa nên là cứ câu đã các bác nhá, xem tình hình như nào. Có khi là mất buổi câu vì cái máy bơm chứ các bác. Nước thì hôm nay nó sóng nó đánh kinh khủng luôn các bác ơi. Sóng đánh một bên bên này nhưng mà nước lại chảy bên này. Đấy, phao cứ xu hướng là trôi sang kia các bác nhá. Mời các bác cùng em câu nhá. Mồi thì vẫn sử dụng mồi gia truyền Minh Khôi cả nhà thôi nhá. Không có gì đặc sắc cả. Xả mồi được một lúc rồi. Trước khi bật máy các bác. Bây giờ câu là có cá nó ăn luôn. Đó là mồi đấy, gió tạt ác đấy. Thay mồi đã. Cước bay như diều. Cố gắng bắt một con cá trong móng quá nhá. Nay tỷ lệ móng sẽ rất là cao. Tiền thời. Tiền không thờ địa không đợi rồi. Trường hợp này em đang cân phao rất là lụt. Cân có một vạch thôi. Câu 5-6 vạch. Không thì gió nó tạt thôi rồi. Cân lực quá nó trôi hết luôn. Đây rồi. Con gì đấy? Báo con đầu tiên đó nhá. Con cá vền nhá. Cá vền khá là đẹp. Đây. Hôm nay được chơi môn bóng rổ rồi. Rộng phải cắm tít xuống dưới các bác. Chắc là được cá là phải ném vào trong rộng. Chơi môn bóng rổ rồi. Quay mặt về đây. Tránh cái chỗ mắc rồi các bạn ạ. Này câu không xả ổ được. Không biết là đây công an người ta có làm việc không sao để dí điện ngang nhiên như này. Thiên nhiên bảo vệ môi trường xem nào. Đánh điện như kia. Giết các bạn ơi. Giết khá đẹp. Đấy, mùa cũng giết đấy. Chép nó cũng đỡ đi. Này trước lắm chép con đó. Không ham đánh xa bắt con cá lớn nữa các nhá. Xả ở đây thôi. Đứng trên cái ngọn cái bèo này. Xả đây một ít để tí nữa lấy 36 là câu. Đứng một cái ngọn bèo thôi, câu gần. Chép các bạn. Đây này, gặp con chép đầu tiên trong buổi câu đây. Chép. Đây có tăm là có chép quang nhá. Tăm bắt đầu nó vào. Chỗ 4,5 m rất nhiều. Cái size cần 4,5 m này của mình đánh bây giờ tăm nó vào nhiều rồi. Đánh một lúc nữa sẽ có chép to đấy. Có những cái con chép con nhỡ. Nhưng mà tiếc là gió quá.
nó sóng nó đánh nhiều, có bắt nhịp, vẫn phải xạ sai xuống 36 mình đánh, đánh gần đánh giếc. Mất rồi. Còn đầu tiên đã là còn biết chạy rồi. Má. Cá mương. Cá mương tấn công và đổ rồi. Sao thế nhở? Lâu bể. Này lâu bể mini các bác ơi. Con này thả bể cá là đẹp luôn này. Chỗ này bình thường nó cũng không có quá nhiều cá con đâu các bác. Hôm nay câu thì thấy nó nhiều. Và lâu rồi không câu, thay đổi khá là nhiều. Hôm nay câu thì cá con nó phá rất mạnh. Mồi chưa xuống đã bị lôi mất, nó phao rồi. Chẹp tiếp coi nha. Chép ăn mồm nhưng nó đóng lên vây. Đây, câu đầu cần 36 các bạn. Không câu ở cái bụi bèo này. Bèo không ăn thua. Con này nuốt hai lưỡi luôn. Tiếp thật đấy, ăn tham thật. Nuốt hai lưỡi. Chỗ này thì không có xả các bạn nhá. Câu luôn. Cá ăn luôn. Bởi vì xả là lắm con gì mà lắm cá bương lắm. Câu luôn đấy, không xả đâu. Mồi cũng khá là thu hút. Sau rút kinh nghiệm là sẽ không xả nữa. Xả câu không được cá. Giết các bác ơi. Thế nhờ. Giếc chép xen kẽ nhau rất nhiều quá nhá. Tiếc là bây giờ nó nắng quá rồi. Ô thì không mang các bác ơi. Ô có cái ô thì cho mượn mất nên là bây giờ nắng quá phải đi về thôi. Đó nó tạt ngang phao luôn các bác ơi. Đánh con phao nhẹ chì vào cái thời điểm gió này nó cũng không phải là lý tưởng. Nhưng mà mình lại không mang phao to hơn. Ngồi xuống rất là chậm. Gió nó tạt ngang phao nó không để lật được. Thôi, được những cái phút giây giải trí là được rồi. Cũng được khoảng độ hơn chục con. Chép, giếc, ve, đủ. Xem bao nhiêu con nào. Không phải bảo là em nói điêu, hơn chục là hơn chục các bác nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con các bác nhá. Hơn tiếng đồng hồ là có 13 con thôi. Thôi, móc. Quá khó. May mà có cái phao nặng chỉ đánh cần dài đứng 4,5 thì ổ nó nhiều cá lắm. Thả xuống là nó lụm ngay các bạn. Thì gọi là mình đánh nó nhẹ chỉ các bạn. Cá con xong rồi sóng nó đánh không thể câu được. Giạt hết phao đi. Chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Về thôi các bác ơi.